Xin chào các bạn, hôm nay là Lý Toto Tuấn Đức. Chúng tôi xin giới thiệu các bạn cái mẫu bồn tắm lập thể của Toto, mang cái mã hiệu là BGI1744BWN. Và cái mẫu này thì nó là cái sản phẩm dòng cao cấp của Toto, thì nó có hai màu là màu trắng bóng và trắng đục. Như cái sản phẩm các bạn đang xem đây là mẫu của cái màu trắng bóng. Và cái bồn tắm này thì nó có thiết kế hai cái thanh tay vịn dạng hình cong, và cái bồn này thì nó có cái chiều sâu của cái bồn khá là sâu, và cái kích thước của cái bồn này là chiều dài 1,7 m, còn chiều rộng là 835 m. Và cái mẫu này hiện tại thì đang được bán tại đại lý Toto Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này có thể liên hệ vào số điện thoại bên dưới, hoặc là truy cập vào website tnm.vn đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.